chào tất cả các anh chị nha. Hiện tại thì Lucky đang đứng ở vòng xoay đường Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa người ta gọi là ngã sáu Cộng Hòa đó. Thì hôm nay cũng muốn chia sẻ cho các anh chị một cái con đường, đó là đường Nguyễn Văn Cừ. Bắt đầu bây giờ lớp Tây sẽ di chuyển qua cái vòng xoay để đi vào cái đường Nguyễn Văn Cừ này. Nói đến đường Nguyễn Văn Cừ á, thì điểm đặc biệt của nó là hai bên có nhiều cái hoa điệp đó, và mỗi khi nó nở vàng thì là rất là đẹp cho tới bây giờ luôn. Thì đường Nguyễn Văn Cừ thì nó nằm trên địa bàn quận 1 và quận 5 ở bên phía tay phải của lớp đây là đường chuyên Lê Hồng Phong đó, mà ngày xưa nó có tên là trường Petrus Ký nha, là một cái ngôi trường dành cho cái con em của người Pháp đó. Thì ngày xưa con đường này nó được chia làm hai đó, được tính từ đường Hàm Tử đến ngã sáu Cộng Hòa. Con đường này có từ thời Pháp và trước đây nó là hai con đường nối tiếp nhau. Lúc đầu thì chỉ có một đoạn là từ bến Hàm Tử đến Trần Hưng Đạo, thì đoạn đó có tên là đường Tân Hòa. Rồi sau này người Pháp mới đổi thành là đường Lucarone, và đoạn đường từ Trần Hưng Đạo đến vòng xoay Cộng Hòa đó, là vòng xoay Nguyễn Văn Cừ đây, mới đây thì nó được hình thành từ năm 1910, và khi Sài Gòn và Chợ Lớn được gộp lại là Rondelimit. Sau đó thì nó đổi thành đường Nancy và cuối cùng là đường Khải Định. Rồi đến năm 1955 thì chính quyền Sài Gòn nó nhập hai con đường Khải Định và đường Nancy và lấy tên là đường Cộng Hòa đó. Sau giải phóng thì mới đổi lại là thành đường Nguyễn Văn Cừ cho tới ngày hôm nay. Trên cái con đường Nguyễn Văn Cừ này á, thì có một cái khu là gọi là khu Nancy. Cái góc đường Nguyễn Văn Cừ nó đường Trần Hưng Đạo đó, có gì hướng từ thành Hàm Tử đó. Có ở đó có khu chợ Nancy, chợ rất là lâu đời rồi. Lovely sẽ đi chậm chậm mé bên tay phải này để quen những cái hình ảnh thật là rõ nét cho các anh chị nha. Ở trên đường này thì nó còn có đường, còn có hai cái ngôi trường đại học, cái ngôi trường đại học khoa học xã hội tự nhiên đó, là trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đường này thì khá là thông thoáng, chỉ có khu phía dưới cầu Nguyễn Văn Cừ thì nhiều khi vào lúc giờ cao điểm buổi chiều thì hay bị kẹt xe. Đó, đây là những cái hình ảnh mới nhất của đường Nguyễn Văn Cừ chia sẻ cho mọi người. Ở Sài Gòn thì cái con đường này cũng là một con đường khá là thú vị với các anh chị. Đây là ngã tư đường Trần Hưng Đạo với lại đường Nguyễn Văn Cừ đây. Các anh chị mà ở lâu ở đây lớn tuổi thì biết rất là rõ về con đường này, cũng có nhiều kỷ niệm này.
và phía trước đang là cầu Nguyễn Công Từ, thì ở đó tôi sẽ đi lên cầu Nguyễn Công Từ luôn. Cầu Nguyễn Công Từ là cũng là một cái cầu cũng mới được xây cũng gần đây thôi, khoảng năm 2016 2017 đó. Và nó nối giữa đường Nguyễn Văn Cừ này qua với quận 8 đó, đi ngang đại lộ Võ Văn Kiệt. Leslie đang đi lên cầu. Trên cầu Nguyễn Văn Cừ này nó có mỗi bên cầu đó, nó có hai nhánh trên cầu gần gần chút xíu cho mọi người xem nè. Đó, nó có tới hai nhánh nè, một nhánh đi lên và một nhánh đi xuống đó. Qua khỏi cầu Nguyễn Văn Cừ là đường Dương Bá Trạc. Xoay Nguyễn Văn Cừ, ngã 6 Cộng Hòa, đi hết cầu Nguyễn Văn Cừ luôn. Và lớp đi xin phép được kết thúc cái video ở đây. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui, và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau nha.